Ai? Em là Sương ạ. Sương nào? Em là nhân viên ở quán của anh Trường. Anh Trường bảo em sang tìm anh ạ. Anh ạ. Về bảo anh Trường lúc khác tôi sang. Anh bị thương ạ? Để em xem nào. Không sao, về đi. Anh phải xem vết thương có rộng không? Nếu rộng thì phải đi khâu đấy anh ạ. Không sao, mai nó khỏi. Anh còn bị thương ở chỗ nào nữa không? Để em xem nào. Về đi. Tôi bảo về đi. Vâng ạ. Ngon rồi. Gì đây anh? Con Sương xác định hình xăm đúng của thằng kia rồi. Anh nhiều khi anh cứ lo lắng quá. Chứ trên đời này thì cướp đâu ra lắm cái thằng dở hơi thần kinh máu chó như nó được. Tao phải xác định đúng mới yên tâm được. Hiểu chưa? Con Sương thế nào? Em đã đổi đào mới rồi. Lão chết mê chết mệt, dứt ra làm sao được. Có 10 thằng Minh Đen cũng không thể nào mà bằng được một em đào 19 tuổi còn zin. Nhưng mà chị ơi, nếu mà lần sau lão lật lọng ấy thì mình lại phải thay đào mới à? Tốn thế. Cái thằng này mày, sao mày chả hiểu cái gì cả. Chị Phấn ấy thì thiếu gì mấy em xinh tươi. Chị Phấn nhỉ? Chị không thích những thành phần cháo trở. Anh chẳng cháo trở tí nào. Hôm nào em đi không có gì. Con Sơn nó đưa cho anh cái này. Gì? Đủ hình ảnh nhưng mà để phòng hờ thôi. Tốt.